Hòa, vô đi. Ủa, ba. Ủa ba hả? À, dạ, con mời ba ngồi ba. Dạ, con mời ba uống nước. Ba qua tìm con hả? Dạ, có chuyện gì không ba? Con lấy hết ba cái hồ sơ con đang làm đó, đem ra đây cho ba. Kể từ bây giờ, ba trực tiếp hướng dẫn cho con. Hả? Có nghĩa là từ bây giờ ba trực tiếp dạy cho con luôn hả? Vậy thì còn gì bằng nữa. Ba dạ, mấy ngày nay ta nói làm mà bị cản đầu cản đuôi, khó làm việc dữ lắm. Để con lấy hồ sơ qua nghe. Dạ đây. Mấy nay làm việc có gì không hiểu không con? Con có nắm hết quy trình thu mua cơ bản không? À, dạ cũng chút chút. Nói ba nghe thử coi. Dạ là vậy, cũng đơn giản thôi. Khi mà cái phòng kế hoạch á nói cho mình thu mua thì mình lập cái bảng báo giá và gửi cái đơn vị cung cấp. À đúng rồi. Sau đó khi mà coi cái giá nào mà rẻ đó thì mình đặt hàng xong đợi người ta giao hàng xong rồi cái mình trả tiền rồi xong. Giống như đi chợ vậy mà. Ra chợ thấy cái nào rẻ cái mình mua, ví dụ nó mắc quá cái mình trả giá xong cái mình mua được cái giá rẻ vậy thôi. À đơn giản, giá cả nó chỉ là tiêu chí thôi, quan trọng là chất lượng. Nhiều khi giá mắc hơn nhưng chất lượng tốt hơn thì mình vẫn chọn nó. Dạ đúng chứ. Đúng, hồi nãy con tính nói rồi mà quên. Con phải nắm vững nền tảng ngay từ đầu chứ đừng có quá nóng vội. Thu mua đó là cái công đoạn quan trọng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Con có biết khái niệm TAT trong thu mua là gì không? Có ghi trong đây cái gì mà TTTT á. Nghĩa là đúng sản phẩm, đúng số lượng, đúng nơi, đúng thời điểm. Dạ. Để coi lại. Quên. Để ba giảng cho con mấy khái niệm cơ bản. Dạ, ba giảng đi, con nghe. Vậy là ba quyết tâm tự tay chỉ dẫn anh Dũng hả ba? Con cũng vậy. Từ nhỏ tới lớn, một tay ba dìu dắt con, cho đến khi con trưởng thành như ngày hôm nay. Dạ, con chỉ sợ tình thương của ba đặt sai chỗ, cấp dưới họ dị nghị. Con thấy ba có bị mắc sai lầm chưa? Dạ chưa. Con hy vọng sau này cũng vậy, ba sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Con xin phép đi trước. Wow, công ty đâu mà lớn dữ vậy trời. Chà, mỏi cổ luôn á. Chú tới đây liên hệ công việc hay là có chuyện gì vậy chú? Tôi đến đây để nhận việc. Nhận việc hả? Đúng. Dạ. Dạ, mời chú xuống đây. Dạ. Gì đó? Cái gì? Dạ này, chú tới đây xin việc hả? Nhưng mà con tưởng chú như siêu mẫu rồi. Rồi sao? Nè, tôi nói cho chú em mày biết. Chú em mày là bảo vệ đúng không? Chú em mày chưa biết tôi đâu. Tôi là trợ lý trưởng phòng thu mua, mai mốt là cấp trên của chú em mày đó. Gì? Chú tới đây xin việc chú cần những gì chú biết không? Cần gì? Giấy tờ xin việc nè, hoặc là email thông báo nè, chú có không? Đã đến xin việc rồi còn mèo méo cái gì nữa? Sao kỳ vậy? Cho tôi vô làm việc đi. Khoan chú. Gì nữa? Nếu mà như vậy thì chú cảm phiền chú liên lạc cái bộ phận nào mà phụ trách vấn đề của chú xuống dẫn chú vô, chứ con là trách nhiệm của con đây là không cho chú vô được. Suốt đời chỉ là bảo vệ thôi. Ha, được rồi. Tôi sẽ gọi người đó khẳng định cho chú biết tôi là trợ lý trưởng phòng thu mua. Ha, giỡn mặt với tôi hả? Đợi đi. Không. À, chắc má hết pin á. Cái tắt máy. Thuê bao. Thuê bao. Dạ.
Chị em. Dạ. Người quen á, ở đây có anh Dũng không? Anh Dũng anh làm lớn này, anh nói tôi vậy á, anh kêu tôi bữa nay vô xin việc làm nè. À anh Dũng hả chú? Ờ có không? Đương nhiên không rồi. Không có à? Dạ không. Không lẽ tên ở nhà tên ở trường khác nhau ta? Con cũng biết nữa. Các anh mà có râu mà đẹp trai tướng cao phong độ lắm. Trời ơi, con nói cho chú nghe, ở đây nhân viên ai cũng đẹp trai phong độ. Vậy hả? Chú thấy con bảo vệ không? Sao? Đẹp trai phong độ. Không, thấy ghê lắm, thật sự ghê lắm. Không đẹp như nào đâu, thiệt luôn á. Nhưng mà nè, đừng giận cái đó, nói thì sự thật bất lòng. Nhưng mà thật sự là bữa nay cái ông Dũng á, ổng kêu tôi vô đây à, nhận chức là trợ lý trưởng phòng thu mua. Tự nhiên gõ mắt máy chắc là do hết pin á. Cho tôi vô đi, cái ông đó đẹp trai lắm, tướng tá cao, phong độ, có râu mà. Trời, con nói thiệt chú, ở đây ai cũng phong độ hết á. Đó, đó, ấy phong độ tới rồi kìa. Dạ, chào sếp. Có chuyện gì vậy? Dạ, sếp, ông này là người quen kiếm sếp. Gì cha? Người quen nào? Cái người tôi quen tướng phong độ hơn nhiều, có râu nè. Bộ ông phong độ quá. Không, tướng ông kia phong độ hơn nhưng mà tướng bừng hơn ông này. Ông này nhìn sang à. Sao, có chuyện gì? Dạ, chú này nói tới xin việc, mà con có hỏi là phòng ban nào tuyển dụng chú thì chú liên lạc không được. Con coi có nhầm lẫn gì hay không? Chứ bên mình quy trình tuyển dụng rất là chặt chẽ. Dạ. Làm sao mà có chuyện nhầm lẫn như vậy được? Này chú em, nói chuyện bớt xúc phạm người ta nghe chưa? Bây giờ tôi hỏi một câu này. Chú em có biết trong công ty mình ai tên là Hùng Dũng không? Tôi biết. Thấy chưa? Thấy chưa? Nè, tôi nói cho chú em mày biết, tôi là cánh tay đắc lực của ông Hùng Dũng. Tôi đứng ở đây một hồi là tôi mệt, tôi quạo. Chú em mày biết ông ở đâu, dắt tôi đi gặp nha. Chứ tôi đứng lâu học hồi tôi mát lại ổng. Rớt chức đi chơi. Anh muốn gặp anh Dũng có chuyện gì? Trời đất ơi, tôi đã nói rồi, tôi là cánh tay phải của anh Dũng, được chưa? Có dắt tôi đi gặp hay không? Thôi được rồi, đi theo tôi. Suốt đời làm bảo vệ. Gì ai tì mệt quá ông già này. Tì gì. Ai đó vô đi. Anh Dũng. À, ủa Quang hả? À, ngồi đi. Kiếm anh hả? À, có chuyện gì không? Ngoài đó có người tên Nam, nó là trợ lý mới tuyển của anh. Có đúng không anh Dũng? Đúng rồi. Cho anh chạy vô đi. Tới rồi hả? Anh Dũng tuyển trợ lý sao không thông qua bộ phận tuyển dụng? Người đó tới nhận việc không có thư hay mail gì hết. Như vậy là sao anh? Trời, mail chi cho nó mệt em ơi. Trời ơi, anh cần trợ lý thì anh tự anh tuyển thôi à. Cần gì mail. Anh có biết là việc tuyển dụng vô cùng nghiêm trọng, ngoài trình độ thì còn phải xét tư cách đạo đức nhân thân rõ ràng nữa. Anh làm như vậy là sai quy trình rồi. Trời ơi, quy trình gì có biết gì đâu. Mới vô công ty mà sao biết quy trình. Mà anh thấy đâu có gì đâu, đơn giản muốn chết. Cần tuyển trợ lý, kiếm trợ lý cho mình. Mà hơn nữa, bữa đó anh nói ba ơi con cần trợ lý, ba gật đầu cái rụp, thì anh mới đi kiếm trợ lý chứ. Anh nói cái gì? Sao ba có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Ừ, ba rất nghiêm khắc trong việc tuyển dụng mà. Đâu có, bữa đó ba đồng ý cái rụp luôn à, mới tiện đó. Anh nói chuyện đâu có gì đâu mà phải khó khăn như vậy. Đâu cần gì mà phải gắt gao như vậy đâu. Rồi, hiểu rồi. Hay là em coi thường anh ít học, rồi em suy ra là bạn của anh cũng ít học giống như anh, cho nên á là em coi thường. Anh nói cái gì vậy anh Dũng? Em không hề có ý đó. Thôi anh hiểu mà, đúng rồi đó. Bạn anh học chưa tới cấp 3, tiễn ổng vô đây làm chung cho nó vui. Nhưng mà ba chuyện thu mua này dễ quá mà, ai mà làm không được. Có gì đâu mà phải khó khăn gắt gao như vậy. Ba cho anh mới tiễn chứ. Ba không cho, thử hỏi anh có dám tiễn không. Bây giờ trả tới rồi phải không? Mình trả tới, em xuống dưới kêu trả lên đây cho anh đi. Trợ lý của anh mà.
Sao hả anh? Sao trăng cái gì? Tôi đã nói rồi, nó là em tôi mà, làm sao dám cãi lời tôi. Đi nhậu. Dạ. Đóng cửa đi. Số 1. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.